Chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng đã có buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh để nghe báo cáo về tình hình đầu tư, cơ sở vật chất, trang thiết bị, ngành y tế trên địa bàn. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở ngành, các đơn vị trực thuộc ngành y tế tỉnh. Báo cáo tại buổi làm việc, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, hầu hết cơ sở vật chất 26 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế hiện đều xuống cấp, trang thiết bị y tế còn thiếu, nhất là các trang thiết bị hiện đại để phát triển kỹ thuật cao. Từ đó khó thu hút được nhân lực chất lượng cao, thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở. Trên cơ sở rà soát đánh giá, Sở Y tế cho biết, thời gian tới cần xây dựng mới bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành với quy mô 1.000 giường bệnh và trung tâm y tế thành phố Long Khánh. Đầu tư sửa chữa, nâng cấp mở rộng 6 bệnh viện tuyến tỉnh, nâng cấp mở rộng trung tâm y tế các huyện Trảng Bom, Xuân Lộc, Thống Nhất, phòng khám đa khoa khu vực Sông Rây, huyện Cẩm Mỹ, đầu tư xây mới khu điều trị Methadone thuộc trung tâm y tế huyện Long Thành và xây mới sửa chữa 50 trạm y tế trong giai đoạn 2025-2030. Ngoài ra cần mua sắm bổ sung trang thiết bị cho các bệnh viện đa khoa chuyên khoa tuyến tỉnh, mua sắm bổ sung trang thiết bị cho trung tâm y tế các huyện thành phố và các trạm y tế trên địa bàn tỉnh, tổng mức đầu tư dự kiến gần 490 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, các sở ngành có liên quan, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở, đồng thời đề xuất kiến nghị để công tác xây dựng, sửa chữa, mua sắm bổ sung các dự án được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thời gian thực hiện. Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Nai phối hợp với ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát lại tiến độ các dự án y tế, các khó khăn vướng mắc, đặc biệt là dự án trung tâm y tế thành phố Biên Hòa đến nay chưa lập được hồ sơ xây dựng. Ngành y tế phải phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố để công tác xây dựng cơ sở vật chất và phân bổ trang thiết bị y tế được đồng bộ. Để xây dựng mới cái cơ sở vật chất thì phân cấp cho là cấp huyện trên cái văn bản của ủy ban nhân tỉnh. Nhưng mà trang thiết bị thì là Sở Y tế. Cho nên hai đơn vị này phải phối hợp với nhau chó chặt. Chứ còn nếu không xây xong rồi chờ thiết bị, có thiết bị rồi chờ xây xong thì nó căng. Đề nghị là Sở Y tế các ông chỉ lưu ý dùng. Này mình phải có nhân lực để sử dụng. Mình với một cái mong mỏi của tỉnh đó, là mình cố gắng làm sao ở Đồng Nai là phải có cái chất lượng, phải có chuyên sâu cao để phục vụ cho bà con. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng nhấn mạnh, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cần thực hiện dứt điểm các phần việc dự án y tế theo kế hoạch, đồng thời đề nghị ngành y tế tỉnh cố gắng đảm bảo đủ vật tư, thuốc men để điều trị cho người dân, quan tâm hơn đến nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh, tiếp tục nghiên cứu đề xuất thêm chính sách hỗ trợ các bệnh viện, trung tâm y tế huyện, thành phố để triển khai thêm nhiều kỹ thuật chuyên sâu, từ đó tạo điều kiện cho các đơn vị phát triển.